Chào các bạn nhé. Sáng nay là mình cũng đi rừng rồi các bạn. Mình tìm những cái cây phôi. Hôm nay mình xuống mình thêm lại cái phôi mai các bạn. Cái phôi mai hôm trước mình đi ngang, trước Tết mình đi ngang mà nó bị lũa một cái lỗ các bạn. Mà mình có bới cái gốc lại. Hôm nay mình tìm mai cũng khó quá nên mình quay lại mình bới ra cái gốc thử. Nó có ok thì mình lấy các bạn. Có nhiều cây không lũa mình thấy nó cũng có duyên nên mình không lấy. Và hôm nay mình đi xuống thứ tư các bạn. Quyết định là mình bới cái gốc nó ra. Sáng nay còn có ghê đánh cá chạy nè các bạn. Chạy bay bay luôn. Thôi mình tiếp tục đi xuống thôi các bạn. Nó ở dưới vực sâu đây. Mình đang tìm đường tới gốc này các bạn. Mà hôm bữa mình đi một đường khác. Hôm nay mình đi một đường khác. Cho nên mình đang xí rừng đi các bạn. Dưới nó tốn ở dưới này rừng khó đi rồi các bạn. Chứ cái đoạn này mình phải dùng kéo đó bấm rồi các bạn, không bấm là đi không thủng rồi. Cây chằng chịt. Mình tách mấy cái mình dọn đường đó mình đi các bạn. Mình đã tìm tới được cây mai rồi nè các bạn. Vào đây, hôm trước mình đi mình thấy nó có một cái lỗ này các bạn. Đây, một cái hang động. Bây giờ mình đào xuống dưới phần dưới đất để mình kiểm tra thử cái hang động đây nó chạy vào đâu các bạn. Nếu ok thì mình lấy. Nó bị tự nhiên nha các bạn, lỗ thép. Biết ngày xưa nó chết mất cái thân đây sao là lại rụng xuống dưới. Thôi, để mình tiếp tục mình khám phá cái hang động này các bạn. Mình đào một chẹp các bạn. Lòi ra được cục đá hơn quá các bạn. Khám phá hang động mà lòi ra cục đá rồi. Rồi mình tiếp tục khám phá nữa các bạn. Thử ở dưới được mấy cái rỡ. Bây giờ nếu mà được 2-3 cái rỡ thì mình kích nó các bạn. Mà có một cái thì coi còn phải suy nghĩ lại. Có nên kích hay không. Rồi đó mình tiếp tục đào nữa các bạn. Đây các bạn, mình đào một hồi các bạn. Ui bên trần bé trẻ cái kẻ đá ra. Nó vừa một cục đá rất to các bạn. Ui đất mới bên này mình là cứng này. Khô răng các bạn. Rừng này sao mới tháng giêng mà đất khô hết rồi các bạn. Đây một rỡ. Đây một rỡ. Bên trong đây một rỡ nữa các bạn. Rồi khám phá hang động. Đã xong. Mình thấy được 3 cái rỡ các bạn. Thôi mình cũng kết bậy đây. Giờ mình trồng các bạn. Thử nó ra sao. Nó nhúa này. Rồi mình kết nó các bạn. Khi mình chưa kiểm tra dưới là mình chưa kết cái trơn đâu nha các bạn. Mình đỡ ví dụ mình không lấy mình để cho nó sống các bạn. Mình có cái cục đọt ở đâu. Mà khi thấy có được 2-3 cái rỡ thì thôi mình kết cũng kết luôn các bạn. Mình đã lấy nó ra rồi các bạn. Xong 3 cái rỡ như con nhái. Cái này các bạn, mẹ cái đây không có lỗ, có cái lỗ. Ui mẹ bên kia là thấy có cái lỗ. 3 cái rỡ như con nhái các bạn. Ui, cái lỗ này các bạn, hang động này. Rồi, xin mình bó lại các bạn. Mình dắt vào mình tờ rỡ xem. Rỡ dài dài đi, nó có trống nó dập thì mình gọt lại các bạn. Chút phận đó các bạn. Rất may mình đem được lên trên trời rồi mình đỡ rồi. Rồi mình xuống cái gốc trích các bạn. Gốc trích nhỏ nhỏ mà không biết có lấy được không. Nó nằm ngay bằng đá. Ui. Cái này thì xuống dưới chắc mưa tích các bạn. Xuống cái vực ở sâu rồi. Ui. Thôi đến mình bò xuống các bạn. Qua đây bò cho nó đi được rồi. Đây các bạn. Cái trích này các bạn. Nó ngầu trên hòn đá các bạn. Một hòn đá tảng rất là to. Nó ngầu phía trên các bạn. Đỡ mình leo lên thử các bạn. Cái này lấy phải có dây an toàn rồi. Đỡ mình lên thử. Mình kệ ra thử có lấy được nó không các bạn. Nén quá. Mình bấy dây hàng đá các bạn. Đây. Bật hai hòn đá vào chân mình các bạn. Lên xuống hố rồi. Ui. Cái trích này nhỏ mà già này các bạn. Bạn nhìn những nhỏ mà nó già. Bằng ngón tay mình thôi. Mà lỗi rất nhiều các bạn. Còn cái gốc ở dưới nữa. Để mình đào tiếp thôi. Nó tốn ở dưới đây. Nằm trên hòn đá mà lại nằm dưới mấy hòn đá. Kẹt xuống giữa các bạn.
cơm đào ra thứ nó làm nên cơm cháo vậy. Chỗ chỗ đây nè các bạn, nhìn các bạn này trực diện mặt trời. Thưa thiệt các bạn, nắng trực diện có bóng cây luôn các bạn. Chỗ này nhìn nắng quá các bạn. Mình đào xong mình mới chạy vô trong mát này. Cành nhánh mình liền đây các bạn. Ở ngoài đây chung vô. Nó nắng. Mình đào được hai cây trích mini các bạn. Đây. Cái đây các bạn này. Bộ lúa tự nhiên. 100% tự nhiên các bạn. Ui nó dài này các bạn. Cái cành đấy ra dài mình kích luôn rồi. Nó mang một cái lúa bán thân. Không biết cành đây có lỗi không. Mình kiểm tra thử cành đây nó có lỗi. Mình đỡ giờ đánh lúa luôn các bạn. Đây. Một cục lúa tự nhiên. Bây giờ là mình tồi xuống nó lại các bạn. Mình chỉnh rỡ rồi lại. Cái đây trồng cái chậu nhỏ nhỏ là y này các bạn. Các bạn thấy khối lúa này. Thấy chưa. Cây này nó nhỏ chứ mà túi nó thì cực kỳ già các bạn. Thôi nói giờ cái độ túi khỏi cãi. Ở đây mình được một tay nhỏ nữa này các bạn. Cái đây mini này. Các bạn hình dung cái ngón tay mình này. Cái ngón tay mình có một nó nhỏ ngang nhỏ ngón tay út mình luôn. Đây, gần mình ngón tay út mình. Mà nó có cái lỗi này các bạn. Đó. Hay chưa? Đây nữa này. Mình đỡ đây giờ mình chút mấy cái lúa nhỏ nhỏ cho. Nó có phần lúa âm thân này các bạn. Tự nhiên này. Bạn thấy nhỏ không? Son lần bàn tay mình nó nhỏ cực kỳ này. À, trầm giờ bỏ cái chìa ở trên cái bàn. Những cái trích mà nó nhỏ vậy các bạn, trích dây mà nó nhỏ mà nó có lỗi vậy thì nó cũng hơi hiếm các bạn. Nó to nó có lỗi thì bình thường, nhưng mà nó nhỏ vậy cũng hơi hiếm này. Bây giờ là mình tạm gọi là cái như vậy đi. Rồi mình về mình trồng xuống các bạn, rồi mình về nhà mình chỉnh sửa rồi mình hãy tính sau. Đây, còn cái đây không? Các bạn ơi nhìn này, mình đang gọt xuống nó đây, mình đang kiểm tra nó thử cái nào đỡ cái nào không. Nó mang được cái khối lỗi này hay thiệt các bạn. Không còn to nữa các bạn, nhỏ mà có vỏ. Đây các bạn, sau một hồi mình tờ gọt, nó còn được từng này các bạn. Cái cành này đỡ ra mình chút lúa thêm nha các bạn. Đây cành sống, đây cành sống. Và sau đây còn cành sống nữa. Vui một khối lúa tự nhiên. Cái này nó mưa nắng nó dài các bạn, thấm nước lên là cào ra nó đỏ. Bạn thấy những cái cành nhỏ nó có lỗi này. Đây nó này bạn, đây là lúa này. Lỗi luôn các bạn, một khối lỗi. Và đây, một em nhỏ nữa đây. Thôi, mình đem nó về các bạn. Các bạn hình dung bàn tay mình này, biết nó bị lớn. Rất nhỏ gọn. 20, 40, chiều cao. Cái rõ đây mình để dài. Giờ mình sẽ cắt bớt nữa các bạn. Trách thì trồng vỏ sống, mình cắt bớt luôn. Mình vô chậu cặn luôn. Bây giờ mình gom nó lên chỗ gốc mai các bạn. Mình còn một cây mai nữa trong kia các bạn. Đây. Cái này nó nhỏ mà nó có cây lỗi nè các bạn. Một cành ngày xưa nó chết nó còn lại cái lỗi. Dính lên trời. Cỡ mình đỡ luôn các bạn. À, một cái lỗi tí hon. Lỗi nha các bạn. À, những cái trích mà nhỏ như vậy mà nhỏ xíu xíu mà có lỗi cỡ đây thì tính túi không biết nhiều tính các bạn. Thôi tính là không ra rồi ạ. Cành nhánh mà nhỏ dài mà có lỗi giờ thì túi biết nhiều mà tính. Ôi, tuy nhỏ nhưng mà già đầu rồi. Thôi mình gom lên chỗ cây mai các bạn. Mình đã lên khối biến rất xa các bạn. Mình tới trên bành rồi. Tôi bên nghỉ đây. Các bạn coi anh em này, anh em có phú dân này. Ra tới đây. Phú dân mà hỏi anh em ở đâu nước Tuy Hòa các bạn. Ra tới đây mà ăn uống rồi đào cây ở đây các bạn. Các bạn thấy chứng tích không? Khủng khiếp không? Vậy mà cây nào còn nữa. Mình hôm nay thì hai cái trích nhá xíu. Với một cây mai có cái hang động các bạn. Tại nước còn khúc đây. Và chào các bạn. Các bạn.